Cái chờ quê tôi có từ bao giờ. Được cô Thu Ba ở Cần Thơ gửi quà để tôi mang cho mấy người ở nghèo ở xa xa. Rồi từ đó là riết cho tới bây giờ là đi phát cơm, đi phát gạo, đi phát tùm lum tùm la. Ai cho gì tôi đem cái đó đi phát. Nhà tôi phát thì phát ở xóm nghèo, không nhất thiết là phải là cách ly, không cách ly gì hết á. Nếu lọt vô cái xóm nghèo là tôi cho. Mà cái lúc mà khó khăn này á, nghèo giàu gì ta cũng cần hết á. Những cái số mà trước đây mình tạm gọi là giàu á, là người ta thoát nghèo á, là những người mà người ta đi lao động ở khu công nghiệp á, người ta đi á thì người ta thoát nghèo. Nhưng mà do cái dịch bệnh này á là người ta tái nghèo lại rồi. Thành thử ra rất nhiều người đã cần sự giúp đỡ. Riêng tôi thì tôi không giúp hết được. Mà nhà cái chợ quê tôi có từ bao giờ, tôi mới sinh ra chợ đã có rồi. Cái chợ quê tôi gắn với cuộc đời mẹ tôi giàu dãi. Thì lúc nào cũng vậy, cũng không thể giúp hết được cho bà con. Tôi chỉ chọn ba cái làng để tôi giúp thôi, ba cái làng nghèo á. Thì trong đó là có cái làng ở phía sau nhà tôi là làng Tò On, mà làng Tò On bây giờ thành cái làng đỏ nữa, có nguy cơ lây lan rất cao. Rồi một cái làng nữa là làng Sóc Thun, cũng ở Châu Lăng nhưng mà nó ở gần chùa Hàng Còng. Cái làng đó thì còn là làng xanh, với một làng nữa là ở An Tức. Cái làng An Tức là cái khu tái định cư, ở đó cũng cỡ chắc cũng cỡ 20-25 hộ. Rồi tôi chọn ba cái làng đó để tôi giúp, để tôi chở cơm mỗi ngày. Nói mỗi ngày chứ quay tour ba làng đó là coi như là ba ngày mới trở lại làng được lần. Có từ lâu rồi khi ấy đơn sơ, chợ quê rất thơ, những người dân quê sống rất thật tình. Chợ quê trong sáng như người dân quê. Cái chợ quê tôi đã đổi thay rồi, nay rất văn minh, chợ mới nó bán rồi. Thơm mùi bắp muối. Rồi bán thịt heo nè. Thịt heo bán sẽ là một con. Bán muối với bán ông lò. Bà con ra đi cắt cỏ. Để kiếm đi kiếm cắt cỏ cho bò. Cái này bà con người ta chở xe, chở đồ đi bán theo trong làng. Thịt cá này nè, rau cải gì có cũng nó cũng như một cái sạp luôn.
đó cũng như một cái sạp bán ở chợ vậy. Tôi thấy có một cụ mà bán gánh trải bán này. Trời ơi, bên kia là núi dài mây không. Ở dưới kia chỗ trắng trắng là bán rau cải không à, tự như là rau cải tự trồng. Sáng sớm mụn mưa, nước nó ngập, bên đây cũng vậy nè. Tới mùa nước lớn chỗ này đẹp. Chờ quê tôi có từ lâu rồi, khi ấy đơn sơ chờ quê rất thơ, những người dân quê sống rất thật tình, chờ quê trong sáng như người dân quê. Cái chờ quê bán trứng, cái này bán cua, cua phạc si. Thôi đi xuống tuốt dưới kia, người ta kiếm cách tỏ về nuôi bò. Núi bên đây là mây. Đây là chích chỗ để chích thuốc vaccine này, chích bổ sung, điểm tiêm chủng vaccine phòng Covid. Ở An Tức hình như là tiêm mũi 2. Mũi 2 mà hình như là Verocell.
cái chợ quê tôi có từ bao giờ. Khi tôi sinh ra bên xa ở dưới kia cũng có mấy con đường chạy ở dưới kinh ở dưới. Chợ quê tôi.